đây là thầy Khoa. Ngày xưa em gọi là thầy, bây giờ chứng khoán gọi thầy là anh. Bây giờ cho cái đây là chú Hà đồng niên với anh. Bây giờ chứng khoán mình nghe thị trường quá. Đây là chứng khoán gọi thầy là anh. Chứng khoán à? Chứng khoán. Anh có nghĩ quá. Anh ra này, anh đại ca ra. Đúng đấy. Em đây. Đúng mà, thế anh có em đây. Có nhìn thấy anh với chú Dao. Ok. Ok. Đấy. Đây là khách sạn Hương Liên. Đúng đấy. Của Tam Đảo. Dân. Vĩnh Phúc em đây. Là một người mẹ này đi Singapore. Phải đi Singapore. Anh em mình đi. Hai anh em. Việt Nam đi hết rồi. Bây giờ phải đi nước ngoài. Chú Thuấn. Cũng đi nước ngoài luôn. Chú Thuấn cũng bình thường thôi. Không đi qua được cô đi. Nhưng giờ là VIP nên ngồi ở đây. Đấy là câu thơ là anh tặng đấy, anh tặng chú đấy. Giờ còn trên sau dưới tám. Cứ đây chưa? Cứ lục bát bố chơi thôi. Cứ lục bát bố chơi thôi. Đây là khách sạn Hương Liên. Các bạn đang theo dõi truyền hình trực tiếp cảnh Tam Đảo về đêm. Chú Thuấn, anh em mình thể nhìn thấy nhau nó chuẩn hơn này để bắn bluetooth cho chú. Quý anh, đây đây là